câu điếc không sợ súng chưa? Lúc phi gúp phi hay là thằng ngố lao vào đánh bạn vậy có đúng chưa? Không gian hồ hổ bão hay là săn chỗ, không rung lẫy bẫy như là Nami, vì điều đó sẽ khiến ước mơ của ta xa đi. Gomu gomu no haki, tên bạn sẽ không khiến ta chết như là Bazi. Vua hãy tắt với motherfuck ấy, đứng trước hải quân ta sẽ bị bắt ngay. Đang trong combat thì mày phải chắc tay, ăn một đấm của ta nó sẽ khiến mày phải ngất ngay. Ước mơ đơn giản chỉ cần thời gian, hào quang chói lá vì được trời ban. Dù chỉ còn một chút hơi tàn, vẫn không bao giờ thốt ra một lời than. Wow, còn nguyên nguyên team hôm nay ta khuấy đảo, vùng biển hay đất liền ta đều tẩy não. Ước mơ vĩ đại khiến ta bay cao, dòng máu vĩ đại trong ta luôn chảy vào. Trái cao su không làm ta bao lú, haki bá vương ta đang bao phủ. Những cái đối đầu với ta bao ngu, ẩn đằng sau vẻ khù khờ ta là cao thủ. Nhớ cái thời còn tự cầm hàng ngồi rạch vào mặt mình, chẳng lẽ sức mạnh của sự ngẫu ngờ chính là đặc tính? Luôn ra tay nghĩ hiệp không dung tha cho mọi bất bình, dù cho là Katakuri cũng phải bất tỉnh. Vân vân hạ bệ tứ hoàng khó sao, xin lỗi vì bây giờ đã có tao. Còn cháu cha ba đời hộ báo, danh hiệu vua hay tắc với ta chính là kho báu. Đó có cơ bản ban ngày mơ sáng, ước mơ đơn giản giúp mày mở mang không gặp trở ngại. Đó có cơ bản ban ngày mơ sáng, ước mơ đơn giản giúp mày mở mang trong cơn mơ màng. Đó có cơ bản ban ngày mơ sáng, ước mơ đơn giản giúp mày mở mang không gặp trở ngại. Đó có cơ bản ban ngày mơ sáng, ước mơ đơn giản giúp mày mở mang trong cơn mơ màng. Đó có cơ bản ban ngày mơ sáng, ước mơ đơn giản giúp mày mở mang không gặp trở ngại. Đó có cơ bản ban ngày mơ sáng, ước mơ đơn giản giúp mày mở mang trong cơn mơ màng. Đó có cơ bản ban ngày mơ sáng, ước mơ đơn giản giúp mày mở mang không gặp trở ngại. Đó cơ bản ban ngày mơ sáng, ước mơ đơn giản giúp mày mở mang trong cơn mơ màng. Chim chu ri kỳ có cụ vĩ trong người, đều làm dân làng hấp hối suốt khoảng thời thơ ấu, nhưng không vì thế buồn bã, ngược lại miệng luôn cười chăm chỉ luyện tập để được thừa nhận thể hiện qua từng trận đấu. Yo, chiêu ra Rasengan vẫn còn cứng tay, từng đối đầu với bây giờ vẫn còn đứng đây. Chắc ra trong người còn cả tấn ấy, triệu hồi cụ vĩ xuất ra ngoài tạo địa chấn ngay. Dừng khoảng chừng là 2 giây, không phải Alaba nhưng cũng biết là ai đây. Hokage để thất cho mày đứng gáy khét đi, và đối với bọn mấy gái chỉ dùng nhận thuật sexy. Chắc ra dự chữ vị thuốc bự dữ, khác với mày qua bao nhiêu lần tao viết ra bao nhiêu lịch sử. Phân tài cao thấp xem trình mày tới đâu, tao trở thành điểm kết nối các vị thú với nhau. Ta có cụ vĩ, mày có haki, cho mày một trưởng là chỉ chạy 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 và chậm với nhau xem thằng nào sẽ ra đi. Sẵn đây giới thiệu, thầy của ta là Kakashi. Trạng thái lục đạo hiện nhân cảnh giới, trên bàn tay của ta nhận được một dấu ấn giống mặt trời thứ hạng cao hơn mà ta thăng cấp. Không bao quanh kỳ thi Chunin, sao đâu cho tứ đại Kage những người mà ta cực tôn kính. Ê, liên minh ninja chống lại Tobi, sự hy sinh của thập vĩ, thêm sự nhúng tay của Akatsuki, kế hoạch hiện nhãn thật tinh vi. Shichoku cũng là nhân vật chính, cách đánh nhau như kêu đầu bít ai cũng nói cực dính. Chỉ chiến cuối cùng của Naruto cùng với Sasuke, kết thúc đại chiến ninja thứ tư lên làm Hokage. Cơ bản ban ngày mơ sáng, ước mơ đơn giản giúp mày mở mang không gặp trở ngại. Đó cơ bản ban ngày mơ sáng, ước mơ đơn giản giúp mày mở mang trong cơn mưa màng. Đó cơ bản ban ngày mơ sáng, ước mơ đơn giản giúp mày mở mang không gặp trở ngại. Đó cơ bản ban ngày mơ sáng, ước mơ đơn giản giúp mày mở mang trong cơn mưa màng. Đó cơ bản ban ngày mơ sáng, ước mơ đơn giản giúp mày mở mang không gặp trở ngại. Đó cơ bản ban ngày mơ sáng, ước mơ đơn giản giúp mày mở mang trong cơn mưa màng. Đó cơ bản ban ngày mơ sáng, ước mơ đơn giản giúp mày mở mang không gặp trở ngại. Đó cơ bản ban ngày mơ sáng, ước mơ đơn giản.